Hello, hello, cậu kè xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới thành công trong công việc cả nhà ơi. Buổi chiều nay cậu kè cùng dẫn cả nhà đi thăm vườn thanh nhãn nữa cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi đi với cậu kè nha. Đây, tới nè cả nhà. Hồi lúc trước cậu kè có quay bông á, giờ trái có trái đầu chứng bự nè nha. Trái hôm nay cũng hơi thừa trái mà trái này cũng được đó nha, này cũng được đó. Hơi thừa trái một tí. Đây cậu kè cũng mới tỉa bắp xuống cho nó nha. Ở nhà có theo dõi của kè review đây rồi đó, trái kìa. Bữa nay giấc buổi chiều trời song xanh luôn, gió mát ơi ơi luôn. Trái nè, hết biết luôn nhà ơi. Buổi chiều khung cảnh đi thăm vườn nha ơi, sẵn quay gửi đến cho cả nhà luôn cùng xem, cùng ngắm cảnh nó bê vườn tược cây cây trái rồi. Đây có một số trái nó đã bự rồi, nó có bông trước nó chắc bự rồi nha. Đây cậu kè cũng mới phát ba cỏ trong gốc nè, chuẩn bị gãi phân tiếp nữa cả nhà. Đây cậu dẫn ở nhà đi xung quanh nha. Đây trái đây, trái đây xum xuê luôn. Tớp rồi đang đầu trứng cái đầu đủ ăn hết trơn ở nhà. Tớp thì đang ra bông, tớp cũng có con trái cũng gần chín rồi. Đây cây nhỏ nó còi cọc nó cũng năm nay cũng ra trái cũng như mỗi năm đó nha. Gốc nó nè. Bên này bầu trời song xanh luôn. Này có mày này đẹp hay nha. Tháng này mưa xuống cái bà cỏ nó tấn công quá, tấn công này mới phát rồi xong hồi sáng luôn, chuẩn bị gửi thêm được phân nữa dưỡng nuôi trái cả nhà.
Trời ra toàn thấy trái không hả nha. Xa bên kia có mấy những trái dừa nó trồng trồng buồn xuống rồi nha, trồng buồn xuống luôn. Cái khúc ngoài kia thì nó còn cháy xung xê, giữa đây rồi nó hơi thừa cháy nha, có mấy clip giữa thì cháy hơi nhiều, cháy hơi nhiều đó. Đây tới đám xài cắt bộ lọc này nữa nha, để về đi dạo qua kia về cái nhà cùng xem nữa nha. Mưa nhiều mới để có cá mới tắp. Để về lội xuống giữa đám luôn nè, quay cho cả nhà cùng xem. Đang vô được giữa đám đây, ham nha. Cầu kè quay video này cũng hơi dài rồi, cầu kè cũng xin dừng clip tại đây cả nhà. Hẹn cả nhà quay video tiếp theo của cầu kè nha. Bye bye cả nhà.